Quý vị đã yên chỗ rồi thì yêu cầu tất cả chắp tay niệm Phật cho chúng tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa tất cả quý vị, qua lời thầy trụ trì, thầy thưa, tôi sẵn cũng nói cho Phật tử hiểu rõ, chuyến đi này tôi gọi là chuyến đi từ giả, bởi vì tôi có ghé đây được 3 lần, lần này là lần chót. Tại sao tôi nói từ giả? Bởi vì năm tới tôi đúng 80 tuổi rồi, không còn khả năng đi giảng dạy các nơi, cho nên tôi chuẩn bị ở trong thất tu cho tới theo Phật. Do đó hành chuyến này gọi là chuyến từ giả. Thì quý Phật tử cũng hiểu, người tu không bao giờ thấy làm Phật sự tới đâu là viên mãn, nhưng mà tuổi còn khỏe thì phải cố gắng, nhưng tuổi già thì không còn cố gắng được nữa. Vì vậy mà tôi phải rút lui. Trước khi rút lui thì tôi cũng đem hết những cái cần biết chỉ dạy cho Phật tử thấy rõ, để trên đường tu mình không còn sai lầm. Cho nên cái buổi giảng chót tại chùa Việt Nam này thì chúng tôi giảng với đề tài Đạo Phật cứu khổ chúng sanh. Thì chúng ta chắc thường nghe nhiều người nói Đạo Phật là đạo cứu khổ chúng sanh, nhưng mà giờ Phật tử nhìn lại thấy cái Đạo Phật cứu làm sao, cứu bằng cách nào, đó là một vấn đề nó rất là quan trọng. Chúng ta chỉ nghe Đạo Phật cứu khổ chúng sinh mà thực tế thì chúng ta không biết làm cái gì để mà cứu khổ chúng sinh, thì e là cái lời nói đó nó rỗng, nó không có lẽ thực. Cho nên ở đây tôi sẽ nói hết cho Phật tử biết rõ Đạo Phật cứu khổ chúng sinh bằng cách nào. Đó là cái chỗ quan trọng. Tất cả quý vị thường nghe Đạo Phật là đạo từ bi cứu khổ, nhưng mà nhìn lại thì thấy dường như là quý thầy làm từ thiện ít hơn các tôn giáo bạn, phải không? Các tôn giáo bạn ta làm việc từ thiện nhiều hơn, còn quý thầy chỉ lo thuyết pháp không à. Mà thuyết pháp mà cứu khổ cái gì? Đó là một nghi vấn mà nhiều Phật tử cũng hoang mang. Như vậy thì thực tế cứu khổ của Đạo Phật là cái gì? Đó. Ở đây tôi thứ tự để giải thích cái cứu khổ của Đạo Phật. Bởi vì người ta ai cũng nghĩ rằng mình đói được người giúp cho hết đói, đó là cứu khổ. Mình đau bệnh được người giúp cho mình hết bệnh, đó là cứu khổ. Hoặc mình bị những tai nạn khổ sở khó khăn, được người giúp cho qua tai nạn, đó là cứu khổ. Chưa phải vậy không? Mà Đạo Phật thì thấy cái đó cũng lơ là quá mà, phải không? Đạo Phật không có mặt ở trong nhà thương thì đâu có cứu khổ người bệnh. Đạo Phật cũng không có từng đi sâu ở trong quần chúng để giúp những người nào thiếu nghèo, thì như vậy cũng chưa phải là cái thực tế cứu khổ.
Đó là cái nhìn của mỗi người chung quanh. Nhưng mà đây tôi dẫn một câu kinh của Phật dạy cho quý vị nhớ. Trong kinh A Hàm, Đức Phật dạy rằng cái khổ của cảnh địa ngục bị thiêu đốt chưa phải là khổ. Cái khổ làm ngạ quỷ, đói khát, lang thang chưa phải là khổ. Cái khổ làm súc sanh, trâu, bò, heo, dê, v.v. chưa phải là khổ. Chỉ có si mê, không biết lối đi mới là khổ. Như vậy, cái cứu khổ của Đạo Phật nó không có như mình tưởng. Vì Đạo Phật thấy rằng con người mà còn si mê thì muôn trùng lớp khổ nó kéo tới. Chỉ bao giờ con người thức tỉnh, giác ngộ được thì mới thoát khỏi khổ. Chứ còn đời này chúng ta sống gặp những tai nạn, những cái khó khăn thì chúng ta thấy là khổ. Nhưng cái khổ đó dài lắm, là 60-70 năm mà nó cũng hết. Cho đến cái khổ thật là sâu đậm là khổ ở địa ngục. Thế mà Phật nói rồi cũng có ngày ra khỏi. Chỉ có người si mê cứ tạo nghiệp ác, nghiệp xấu mãi, không biết thức tỉnh, không biết giác ngộ thì mất đời này sang kiếp nọ chịu khổ liên miên không có ngày cùng. Ở loài súc sanh sống nhiều lắm thì cũng 10-20 năm là hết. Tuy cái cực khổ của nó rất nhiều nhưng rồi cũng có cái hạn dứt. Còn cái khổ mê lầm này đưa chúng ta đến không biết chừng nào mới ra khỏi. Cho nên Phật nhìn cái mê lầm làm cái khổ sâu đậm nhất. Cái khổ mà Phật muốn ai cũng đều phải vượt qua nó. Cho nên quý vị thấy Đạo Phật là đạo giác ngộ, Phật là giác. Đạo Phật là đạo giác ngộ. Chỉ có giác ngộ mới thoát khỏi cái khổ muôn đời. Còn nếu còn mê lầm thì không bao giờ hết khổ. Nếu có hết chăng là hết tạm bợ chứ chưa có thực hết. Đó, để quý vị thấy cái chủ trương của Đạo Phật. Như vậy thì Đạo Phật nó cứu khổ chúng sanh mà không phải ở trong bệnh viện để săn sóc bệnh nhân, cũng không phải thường xuyên đi giúp đỡ những người nghèo thiếu, cũng không có những cái cơ sở nuôi người tàn tật v.v. Thì người ta cứ ngỡ rằng cái lời nói cứu khổ Đạo Phật là không có thực. Nhưng mà tại vì chúng ta không nhìn thấu đáo được lẽ thực của Phật thấy, chúng ta cứ ngỡ rằng giải quyết được bớt đau khổ cho một người bệnh tật đó là cứu khổ. Nhưng mà chừng nào người bệnh tật hết khổ. Hiện giờ chúng ta có mặt ở trên thế gian này, quý vị thấy có người nào dám tự hào rằng mình hoàn toàn an vui không? Không ai dám hết. Thì như vậy tất cả chúng ta khổ chứ gì, phải không? Tại sao chúng ta khổ? Chúng ta thân thể lành mạnh nè, chúng ta có ăn có mặc nè, không thiếu thốn, mà sao gọi là khổ? Nó có một cái khổ ngầm mà chúng ta không thấy. Bởi chúng ta không thấy cho nên rồi chúng ta cứ mãi gieo cái nhân, tạo cái nghiệp để rồi chúng ta khổ liên miên. Đó là cái ý nghĩa ở đây Đức Phật mới chỉ cho chúng ta biết. Cho nên Ngài nói rằng chỉ còn mê lầm thì không hết, không bao giờ hết khổ. Cho nên kinh Phật như các kinh A Hàm thì nói tại sao mà chúng ta có sanh trong đời này
thì trong kinh nói 12 nhân duyên, do 12 nhân duyên mà có sanh, mà nhân duyên đầu hết là vô minh. Bởi có vô minh tức là tâm tối, cho nên mới có hành, đó là tạo nghiệp. Từ tạo nghiệp rồi mới có thọ tưởng vân vân ở sau này, sanh lão bệnh tử tiếp nối đời này đời khác, cứ như vậy một quanh quẩn, không có cái lúc cùng, không có cái ngày hết. Thì như vậy khổ của đời này, khổ của đời khác, nó lấy đâu mà lường nổi. Cho nên trong kinh Phật thường dụ nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước biển cả. Quý vị nghe có quá đáng không? Chúng ta tưởng một đời này cái nước mắt của mình nhiều lắm là chừng lít cùng cái gì, phải không? Mà bằng nước bể cả thì không biết làm sao mà tính cho được. Nhưng mà Phật nói không phải chúng ta chỉ khóc trong đời này, mà vô số đời chúng ta liên tục. Bởi liên tục như vậy thì cộng lại thì nó quá nhiều, chứ không phải nói một đời. Mà quý vị thấy ở thế gian này có ai khỏi khóc không? Có không? Không ai khỏi khóc hết á. Mà khóc tức là khổ. Nếu không có phải cái khổ đói rét, thì cái khổ mất cha, mất mẹ, mất những người thân thì cũng phải khóc. Rồi những cái khổ bệnh hoạn cho bản thân mình, đủ thứ khổ. Bởi vậy nhìn với con mắt của Phật thì chúng ta không phải là được hoàn toàn vui đâu. Dù có tiền của, dù có được nhiều phương tiện vật chất sung túc, nhưng mà cũng vẫn khổ như thường. Chưa có ai dám đứng lên tuyên bố rằng tôi là người sung sướng nhất cái trần gian, phải không? Đó, để thấy cái cuộc sống chúng ta là khổ, mà cái khổ đó là gốc từ cái mê lầm mà ra. Nếu còn mê lầm thì còn đau khổ. Mà mê lầm cái gì? Bây giờ quý vị có nhận mình mê lầm không? Chắc cũng gượng nhận, chứ không biết nhận cái gì mê lầm. Thì đây tôi chỉ cái mê lầm rõ ràng nhất cho quý vị thấy. Ngày nay chúng ta thường nhận cái thân của mình là thật hay là giả? Giả thì chắc ít lắm, mà thật thì rất nhiều, phải không? Mà nếu chúng ta thấy cái thân này là thật á, thì khi nó bại hoại chúng ta đau khổ không? Đau khổ vô cùng, mất nó chúng ta không biết làm sao. Mà khi chúng ta thấy cái thân này là thật á, thì chúng ta còn thêm bao nhiêu cái thật khác nữa. Mình thật thì nhà cửa thật, chung quanh cái gì cũng thật hết. Mà từ thấy mình thật cho nên được đuổi theo tất cả những cái gì nó muốn, nó thích. Mà đuổi theo những cái mình muốn, mình thích đó, có được thỏa mãn 100% không? Nếu được chăng là chừng 50%. Như vậy thì cái được thì chúng ta vui, cái đuổi theo mà không được chúng ta khổ hay vui? Đó, khổ. Không mãn nguyện thì khổ. Như vậy thì từ cái nhận cái thân này thiệt rồi, chúng ta đuổi theo dục lạc cái trần gian. Mà dục lạc trần gian thì quý vị thấy có cùng không? Người ta kêu bài đủ thứ chuyện, phải không? Cái này vui, cái kia vui, cái này ngon, cái kia ngon, gì ôi đủ thứ chuyện. Rồi mình được cái này cho bài cái khác, cứ như vậy mà đuổi theo hoài. Thì chừng nào chúng ta đuổi theo được tròn hết các cái thứ chúng ta muốn, quý vị tính chừng nào? Không bao giờ. Mà không bao giờ cùng, không bao giờ mãn những cái gì chúng ta muốn, thì chúng ta chưa có hài lòng, chưa có tọa nguyện, phải không?
Như vậy thì cái khổ của chúng ta không phải là vì thiếu ăn, vì thiếu mặc, vì thiếu chỗ ở. Ăn mặc có, chỗ nơi ở có, mà chúng ta cũng vẫn thấy khổ hoài. Đó, để biết rằng cái đòi hỏi nó không có giới hạn. Nói theo thế gian là cái lòng tham không đáy, phải không? Lòng tham không đáy đổ nhiều nó cũng không vừa hết. Mà đổ không vừa thì tất nhiên nó chưa hài lòng. Mà chưa hài lòng tức là chưa toại nguyện. Mà chưa toại nguyện tức là khổ. Đó. Như vậy thì cái bước đầu của chúng ta phải thấy cái thân này sao? Quý vị can đảm thấy nó giả không? Can đảm không? Bởi vì giả thì gượng nói theo sách vở thôi, phải không? Còn thực tế thì sao cũng thấy nó thiệt quá, phải không? Rồi thấy nó thiệt rồi mình thêm thấy nó gì nữa? Thấy nó đẹp, phải không? Thấy nó đẹp rồi còn thấy gì nữa? Thấy thiệt, thấy đẹp, rồi thấy mình sống dai nữa, phải không? Bởi vậy cho nên ai mà nói mình xấu thì có buồn không? À, và ai mà nói mình sẽ chết yểu có buồn không? À, như vậy cho nên tôi nhớ một thiền sư Nhật Bổn kể câu chuyện thế này. Nhớ hôm nọ đầu mùa xuân, cái người tín đồ, gia đình người tín đồ tới đánh lễ thầy chúc Tết đầu năm. Khi chúc thầy bá niên trường thọ rồi xong rồi, cái thầy chúc lại, thầy chúc nói, chúc cho ông nội bà nội Phật tử chết, chúc cho cha mẹ chết, chúc cho con chết, chúc cho cháu chết. Quý vị chịu nổi không? Đầu năm hồi chúc vậy thì không còn can đảm nào mà chịu hết á. Nhưng mà cái ông cư sĩ ông mới hỏi, mà thầy sao thầy chúc con kỳ lạ vậy? Tôi nói đó là tôi chúc cho gia đình đã hữu hạnh phúc đó. Bởi sao? Bởi vì gia đình hạnh phúc đó, là chết người trước, người già chết trước, rồi lần lần tới người trẻ già lại chết nữa, rồi kế đó nó thứ tự, không có mất thứ tự. Còn những gia đình mà ông nội chưa chết mà cháu chết có hạnh phúc không? Hoặc là cha chưa chết mà con chết thì cái đó mới là mất hạnh phúc. Còn mình chết thứ tự từ trên xuống dưới đó là hạnh phúc lắm rồi, phải không? Thì như vậy quý vị thấy chúc có lẽ thật mà người ta không chịu nổi, chỉ chúc mà chúc dối gạt lừa bịp, cứ gặp nhau thì chúc bá niên gia lão, phải không? Chỉ trăm tuổi thôi mà có mấy người được trăm tuổi. Vậy mà chúc đó thì đãi trà đãi nước đàng hoàng, còn mà chúc cái kiểu mà ông thiền sư đó chắc không ai đãi hết đó. Thì đó là để cho quý vị thấy cái người tu thấy được lẽ thật rồi, người ta dám nói lẽ thật. Còn người đời lúc nào cũng lẩn tránh lẽ thật, mà càng lẩn tránh lẽ thật thì càng đau khổ nhiều. Bởi vì mình không dám nhìn thẳng sự thật, cho nên khi sự thật nó tới mình đau khổ, mình chịu không nổi. Như vậy thì nếu chúng ta biết rõ cái thân này nó không thiệt. Tại sao không thiệt? Bởi vì đứng về chiều dài, chiều dọc ấy, thì ông bà mình đã mất, rồi lần lần cha mẹ mất, thì tới mình còn không? Rồi tới mình cũng mất. Như vậy, người trước mất, người kế mất, người sau mất, có mặt rồi mất, có mặt rồi mất, thì thiệt không? Đâu có thiệt, thiệt thì còn hoài. Mà không thiệt cho nên có mặt thời gian mất, thì cái đó chỉ là thời gian thôi.
chứ là không phải là có mãi mãi. Cái gì còn mãi mãi mới thiệt, còn có một thời gian rồi mất làm sao thiệt được. Đó là nói cái lý thường. Còn nếu mà nhìn lại những người thân quen của mình trang lứa với mình đó, có mất không? Trăm người còn vẹn toàn hay cũng có người mất đó. Thì như vậy trang lứa mình mà họ cũng có người đã mất, mà đã có người mất thì chúng ta mai kia mất không? Cũng mất nữa. Thì có rồi mất thiệt được không? Đó, đó là nhìn chiều ngang. Còn nhìn một cách bất chợt thì đương nói chuyện với nhau, bạn bè nói chuyện bất thần, bị nhồi máu cơ tim, ta ngã ra thì chết. Thì lúc đó nói sao? Khi đang nói chuyện với mình thì họ thiệt, nhưng bây giờ họ tắt thở rồi, thiệt không? Như vậy thì mình xếp cho tường tận, rõ ràng là con người không thiệt. Chỉ có với một giai đoạn hoặc ngắn hoặc dài, không nhất định, chứ không bao giờ thiệt hết. Thế mà chúng ta thấy thiệt, đó là có mê lầm không? Mà chúng ta đã mê lầm thì chúng ta làm sao không đau khổ được? Nhất là khi sắp trăm tuổi, không biết mình ra sao, rồi mình đi đâu, chết rồi còn hay hết, nếu còn mình đi đâu đây, hoảng hốt, sợ sệt. Vì vậy, người ta chết, người ta rất là sợ, còn các vị thiền sư chết thì cười. Tại sao? Vì người ta biết lẽ thật rồi, chuyện tới đó là sẵn sàng chấp nhận, không có cái gì phải sợ sệt hết. Bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, để cho quý vị thấy cho mình có mê lầm không? Nếu cái già, cái bệnh, cái chết nó dành riêng cho người nào đó, chứ không phải là chung tất cả, thì mình sợ là phải không? Vì mình ráng né tránh để cho mình khỏi. Còn cái già, cái bệnh, cái chết có từ bỏ người nào không? Tất cả đều phải đi chung một con đường. Mà đã là đi chung con đường thì sợ làm gì? Cái không thể tránh, không thể thoát được, thì nói tới cái vui vẻ mà chấp nhận, tại sao lại sợ? Mà sợ có phải là khờ dại đó? Hiểu bao nhiêu đó thì quý vị mới thấy rằng người ta cứ ngỡ rằng mình sẽ sống lâu, mà gần như muốn sống mãi, và cái đó không bao giờ có. Thì cái đó là cái nghĩ sai lầm. Rồi khi nó tới, cái hoảng hốt, bởi vì mình tưởng là nó chưa tới mình, bây giờ nó tới cái sợ quá, kinh hoàng. Đó là cái nhân đau khổ, phải không? Bây giờ mình biết rõ cái đó là lẽ thật, không có gì lạ hết. Mình, người ta tới trước mình tới sau, hoặc là mình tới trước người khác nó tới sau, chứ không có gì hết, không có gì lấy làm lạ. Thì khi nó tới với mình thì cười và ra đi, không có gì sợ hết. Quý vị can đảm không? Dám cười ra đi không? Cười ra đi cũng là thánh sống rồi đó, phải không? Vì mình là người thánh trước, thánh là sáng chứ có gì. Còn mình cứ sợ chừng đó rồi mình hoảng hốt, mình kêu người này, mình khóc, kêu người kia, mình rên, thì cái đó là cái khổ. Như vậy từ cái mê đó mà chúng ta phải có những cái khổ. Nếu mà chúng ta tỉnh sáng thì có gì là khổ? Biết cái chuyện đó đương nhiên, không ai tránh được. Tới cười nó đi, khỏe chưa? Chỉ cần biết rõ cái là mình đã khỏe bao nhiêu rồi. Còn mình cứ tưởng cách mê lòng thì tới đó là đau khổ. Đó là tôi nói cái khổ của cái thống chết do nghĩ thân là thiệt. Còn nghĩ thân mình là đẹp thì quý vị nghĩ mình có đẹp thiệt không? Nếu cái đẹp của mình á, mình cho là đẹp đó, rồi ai đó họ nói mình xấu, có giận không? Như vậy thì ngỡ mình là đẹp
Cho nên người ta chê xấu cái mình nổi giận. Mà thực mình có đẹp hoàn toàn chưa? Có nhiều người cũng không có phải là đẹp mà người ta chê xấu không chịu. Phải không? Có không? Ai cũng ngỡ là mình đẹp không? Đẹp trong tưởng tượng chứ không phải đẹp thực tế. Như vậy cho nên ở đời người ta dễ khổ. Bởi vì một lời nói thật thì nó động tới cái tự ái của mình liền. Bây giờ xấu đau xấu đến mà gặp nó khen, nó tán mình, cô đó đẹp quá thì vui, phải không? Chứ không ngờ mình xấu đau xấu đến. Nếu mình xấu quá mà ta nói mình xấu thì cũng buồn như thường, cũng là sụ mặt đi. Thì như vậy mới thấy chúng ta sống bằng mê lầm, bằng tưởng tượng chứ không phải sống bằng lẽ thật. Đó là nói những cái để quý vị thấy cái cuộc đời này chúng ta đang đi trong cái mê lầm, từ mê lầm này sang mê lầm khác. Đó, nói xấu cái thì buồn. Bây giờ quý vị thấy mình sạch không? Mà ai nói dơ chịu không? Đó, quý vị thấy nghe là mình thì lúc nào cũng tưởng mình là sạch sẽ, tốt đẹp. Nhưng mà ai đó nói anh này hay chị này hôi hám quá, cái sao? Giận liền, mai mốt không có mặt, phải không? Nhưng mà rồi sự thực nó thế nào? Sự thực là sao? Sự thực là hôi hám, phải không? Nếu mà không hôi thì cần gì vô nước hoa làm chi? Dùng nước hoa để nó tan cái mùi hôi chứ có gì lạ đâu. Đó. Rồi cái này cái kia ta chế ra để mà khỏa lấp. Chứ sự thực nếu mà trong người mình nó thơm như hoa sen, hoa lài thì chắc mình không cần mấy thứ đó đâu, phải không? Mà cần nó thì tức là mình biết mình dơ, mình thôi. Vậy mà nói sự thật không chịu. Quý vị thấy có khổ chưa? Con người luôn luôn là trốn lẽ thật. Mà đã trốn lẽ thật thì tức là sống trong cái mê lầm. Bởi vậy cái lẽ thật nó tới thì chừng đó đau khổ. Tức là ngỡ mình là đẹp, ngỡ mình là thơm tho. Nhưng mà tới ngày nào đó cái đẹp mất đi, cái thơm tho nó mất đi, thì chừng đó cái mình buồn, mình khổ. Còn nếu mà biết nó không thật, nó không phải là quý, thì ai có chê mình cũng cười. À, nó có giá trị gì đâu, chê cũng đáng à, phải không? Cho nên tôi kể lại hồi xưa lúc Phật thành đạo không bao lâu, người còn trẻ ba mấy tuổi thôi, thì hôm nọ ngài đi khất thực, rồi xong rồi tới gốc cây ngài ngồi thả trai một mình. Thì có ông thầy Bà La Môn, ông xem tướng giỏi lắm, ông nhìn từ cái chân của Phật bước dưới đất để ông coi những cái sói ốc của cái chân, rồi tới nhìn Phật, nhìn khắp hết, thì ông nói rằng đây là một cái người có cái tướng quý, là cái bậc xuất thế đáng kính phục, mà ông lại có một người con gái thật đẹp. Cái ông nghĩ là thôi đem cái mình giả cho ông thầy này. Cái ông ấy chạy về nhà kêu bà vợ, nói tôi tìm được một chú rể xứng đáng, bây giờ bà ra coi, nếu vừa lòng thì sẽ giả gái mình cho ông. Thì dẫn bà ra thì bà thấy Phật thì bà cũng vừa lòng. Thì ông ấy thỏ thẻ nói với Phật, nói thưa ngài, tôi có đứa con gái đẹp lắm, đẹp hơn tất cả, xin giả cho ngài làm vợ. Cái Đức Phật trả lời, đãi gia hôi thúi ta không có dùng. Quý vị thấy câu nói đó là câu nói của ai? Của người giác ngộ, thấy được lẽ thật, phải không? Đẹp với cái pháp phàm tục
Thế giới Ngài thấy bản chất nó là đã ra hôi thối. Nếu chúng ta nhìn thật lại mình, có phải vậy không? Bây giờ thử tách một lớp da ra, cái ta thấy dễ thương không? Thì tất cả cái gì nhơ nhớp nó bày ra hết. Thì như vậy, cái gì là quý? Nhưng mà cái cô, hai vợ chồng trở về mới thuật lại cho cô gái nghe, bị Phật chê là đã giao hôi thối, bà tức quá, bà thề thế nào sau này bà cũng trả thù. Thì một lần nọ, cái bà được một vị vua nhỏ, một tiểu vất thương cưới, được làm hoàng hậu. Thì bà không có cơ hội bà trả thù. Hôm đó Đức Phật và Ngài A Nan đi khất thực, đi qua cái vùng của bà. Bà nghe được thì bà mướn những người du đảng chặn đường Phật lại, mắng chửi đủ thứ hết, liền đá liền đất gì đủ hết, liền mắng chửi quá rồi. Ngài A Nan ngày tối mặt, nên bạch Thế Tôn, thôi chúng ta đi chỗ khác. Ngài Phật hỏi đi đâu vậy A Nan? Ngài A Nan mới về kiếm cái chỗ nào mà ta không có đánh chửi mình, mình đi thích thực. Phật nói nếu mình tới chỗ khác rồi họ đánh chửi mình nữa thì sao? Thì A Nan mới thôi trở về nước Xá Vệ, chỗ mà Phật tử đông đảo, mình thích thực thì chắc không ai đánh chửi mình nữa. Ngài Phật mới nói thì A Nan, như có một ông thầy thuốc đại tài mà ông có thể để cái bản đề rằng ai bệnh nhẹ nhẹ thì tôi chăm tôi chữa, bệnh nặng thì giờ chỗ khác, thì A Nan như vậy có phải không? Thì Ngài A Nan nói đâu được, thầy thuốc giỏi phải trị bệnh nặng chứ, bệnh nhẹ đâu cần thầy thuốc giỏi. Thì nói cũng vậy, ở đây dân chúng còn mê muội cho nên mới chửi mắng ta, thì họ là những người bệnh nặng, tại sao bảo tôi đi chỗ khác? Nghe vậy cái mấy ông côn đồ đó mới nói chúng tôi bệnh nặng, xin hả lại cứu chúng tôi. Đó là Phật đi thất thực. Như vậy mới thấy rằng cái con người của mình, khi mà ai nói xúc phạm tới một chút gì đó gọi là danh dự đó, thấy không? Mà thực quý Phật tử thấy danh dự ra là sao? Nó ra là sao? Ta nói là thực, mình là đã do hôi thối, nó đã do hôi thối, có phạm gì đâu mà giận cho tới bao nhiêu năm chờ cơ hội mà trả thù. Đó thì mới thấy con người là mê muội. Bây giờ quý vị xét kỹ thân của mình có phải là đã do hôi thối không? Nói thật á, đừng nói phải vậy mà ai nói hôi thối không chịu. Xét kỹ thấy nó đúng, nhưng mà nó động tới là nổi giận liền. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy chúng ta sống gượng gạo tạm bợ, lừa bịp với nhau chơi thôi, chứ không có cái gì thiệt hết. Đó là một cái lẽ thịt mà chúng ta đương trốn tránh. Giờ tới nói tới mạng sống thì chúng ta nghĩ mình sống chừng bao lâu? Chắc tối thiểu cũng 80-90 tuổi, phải không? Ai cũng ngỡ như vậy. Nên ai mà nói cái chị này, anh này, cái tướng chết yểu là giận không? Nói giận liền. Đó, thì cái đó, đó là để quý vị thấy chúng ta tưởng tượng, chứ nó không lẽ thật mà tưởng tượng, đó là mê lầm. Còn Đức Phật Ngài nói, một hôm có các thầy tỳ kheo Phật dạy đông đảo, Phật có hỏi các thầy tỳ kheo mạng người sống bao lâu. Thì các thầy tỳ kheo tương đối cũng có học Phật, cho nên người thì nói mạng người sống được 50 tuổi. Phật nói ông chưa thấy đạo. Người nói 30 tuổi, Phật nói ông chưa thấy đạo. Cho tới người nói chừng 10 ngày, Phật nói ông cũng chưa thấy đạo. Tới người kế nói
chỉ trong bữa ăn là Phật các ông cũng chưa thấy đạo. Tới một thầy tỳ kheo cuối cùng nói: Bạch Thế Tôn, mạng người sống trong hơi thở, Phật các ông thấy đạo. Như vậy thì ông thiền sư hồi nãy ông còn chúc cha chết, ông bà chết rồi tới cha mẹ chết. Đoạn này Phật nói mạng sống chỉ trong hơi thở thôi. Như vậy thì lời nói Phật có lẽ thật không? Có người nào chết rồi không thở thì ra rồi không hít lại là chết không? Bất cứ hoàn cảnh nào, trường hợp nào, nếu thở thì ra rồi không hít lại là chết, lẽ thực 100%. Còn nói ngày tháng gì gì đó cũng thật hết. Nó không phải chết tới mấy ngày mới chết, hay là mấy phút, mấy giây mới chết. Chỉ thở thì ra không hít lại là chết. Đó là lẽ thực. Mạng mình không có bảo đảm tới đâu hết. Chỉ lúc nào thở thì ra mà không hít lại là chết. Cho tới 100 tuổi mà cứ còn thở hít hoài cũng không chết. Phải không? Trình 20-30 tuổi mà thở ra không hít lại là phút giây đó là chết liền. Đó là một lẽ thực. Bởi vậy cho nên rồi Đức Phật mới nói cái mạng người là vô thường, nó không có nhất định gì hết, luôn luôn là đổi thay, và trong một phút giây nào đó nó sẽ mất chứ nó không phải còn hoài. Đó là cái lý mà tôi nói cho quý vị thấy rõ cái lẽ thực của con người. Như vậy thì xét kỹ về con người của chúng ta, quý vị thấy nó sao? Nó vừa là vô thường, vừa là nhấp nhúa, vừa là tạm bợ, phải không? Vô thường, nhấp nhúa, tạm bợ. Vậy mà chúng ta không có chấp nhận những cái thấy đó, chúng ta thấy ngược lại hết. Thấy đúng như vậy, đó là giác. Thấy ngược lại là mê. Như vậy thì tất cả chúng ta mê nhiều hay mê ít? Chắc nhiều quá, phải không? Cho tới già rồi mà cũng còn tưởng mình sống dai. Đó là cái mê rất là nhiều. Bởi vì mê cho nên chúng ta phải đau khổ. Bây giờ Đức Phật cứu chúng ta bớt được cái mê bằng cách nào? Đó là tôi muốn nói tới cái cứu về mê. Nhưng mà nãy giờ tôi mới nói cái mê của cái thân. Còn một cái mê nữa đáng kể lắm là mê về cái tâm. Bây giờ quý vị nói cái gì là tâm mình? Thử nói coi, có phải chăng các suy nghĩ khôn dại phải quấy là tâm mình không? Phải không? Vậy chứ cái gì là thân mình? Đó là một cái điều mà đa số chúng ta sống mà không biết. Cứ cho rằng cái suy nghĩ hơn thua, phải quấy, tốt, xấu, đó là tâm mình. Cứ ngỡ như vậy. Nhưng mà sự thật có phải vậy chưa? Những cái suy nghĩ hơn thua, tốt, xấu, phải quấy đó, có phải thực là tâm mình không? Nếu cái suy nghĩ đó là tâm mình thì suy nghĩ tốt là tâm mình, nhưng mà suy nghĩ xấu là tâm ai? Suy nghĩ phải là tâm mình, suy nghĩ quấy là tâm ai? Đó. Khi nghĩ hiền lành là tâm mình, khi nổi nóng, nghĩ dữ, nghĩ muốn hại người thì tâm ai? Như vậy thì mình bao nhiêu cái tâm? Mà mình từ lúc cha mẹ sanh cho tới chết là một hay là nhiều? Một hay nhiều? A là A, chứ chẳng lẽ A mà rồi đủ thứ hết được, phải không? Như vậy thì
chúng ta vừa mê lầm chấp thân tạm bợ bẩn thỉu cho là sạch, cho là thiệt, rồi chấp cái tâm đó tạp nhạp lăng xăng sinh diệt là tâm mình thiệt. Rồi từ cái đó thì chúng ta mới có đủ thứ chuyện. Trong kinh Phật có dạy một câu, Phật nói rằng người biết tôn trọng chân lý là khi mình nghĩ việc gì thì chỉ nói rằng đây là cái nghĩ của tôi. Quý vị hiểu câu đó không? Tôn trọng chân lý như vậy. Như vậy thì giả sử hai vợ chồng, người chồng suy nghĩ tính làm ăn thế này là hay, là kết quả nghĩ như tôi đó, là đúng đó. Rồi bà vợ lại nghĩ khác, nó làm ăn thế kia là hay, là kết quả. Hai người có cự lộn không? Phải không? Hoặc người chồng nói là thế này là phải, bà vợ nó thấy kia là phải, khác nhau, có cự lộn không? Mà cự lộn tại cái gì? Tại cái chữ đúng đó, phải không? Thấy cái nghĩ mình là đúng, người khác cũng thấy cái nghĩ họ là đúng, thì hai cái đúng ngược nhau thì chữ lộn nhau đó. Ở thế gian nó là như vậy. Như vậy thì Phật dạy rằng tôn trọng chân lý thì chỉ nói đây là cái nghĩ của tôi, tôi nghĩ là như vậy. Còn người khác có nghĩ khác, nó cũng là cái nghĩ của tôi. Thì hai cái nghĩ đó ai cũng có quyền nghĩ, nhưng mà không ai quyết định người nào đúng. Chờ mọi việc nó đến rồi mới biết, chứ không phải khi nghĩ đó là chân lý đâu, phải không? Vậy mà quý vị thấy chúng ta nghĩ cái gì cho là hay rồi nói trong nhà mà không chịu nghe, có giận không? Chắc nói giận đùng đùng, phải không? Rồi cãi lộn nhau. Nhưng mà cái hay đó đâu phải khi suy lý biết nó hay rồi mai kia nó đến đúng như vậy. Vì cái suy lý nó không phải nhất định là đúng, mà phải chờ coi. Nên tôi nhiều khi có những cái ví dụ, như tôi ngồi trên núi nhìn phía tây có một cụm mây đen, cái gió thổi hò cho tới cái mưa, đó là kinh nghiệm của tôi. Rồi mai có một cụm mây, cụm gió thổi thì tôi nói thế nào cũng mưa, rồi kêu mọi người đem đồ vô để mưa ướt. Mà nếu ai tôi kêu vậy mà ai không đem đồ vô, tôi giận không? Giận. Tại sao? Vì mình kinh nghiệm hôm qua rồi, bữa nay chắc cũng như vậy, mình kêu. Nhưng mà khi một hồi gần gần tới cái gió tạt qua phía khác thì không mưa, thì sao? Bởi vì cái kinh nghiệm qua, cái luồng gió chưa chắc là giống như bữa nay, phải không? Mà mình cứ đinh ninh như vậy, là khi mình đinh ninh như vậy mà ai cãi lại cho mình giận. Quý vị có những cái lầm đó không? Bởi vậy cái suy nghĩ của mình phần lớn là lấy cái kinh nghiệm của cái gì đã qua, rồi mình đặt đó cho là cái hay. Mà nếu nói người ta không nghe cho mình giận. Mà người nào nghĩ một cái gì hay, nói người ta không nghe, nổi giận bắt người ta phải nghe, thì có độc tài không? Mà quý vị có ghét người độc tài không? Người độc tài ghét, mà mình độc tài thì chịu, phải không? Như vậy thì nói ra thì mới thấy rằng tất cả chúng ta đều là độc tài hết rồi. Nghĩ cái gì hay, nói mà ai không nghe cái mình nổi tức lên liền, bắt người ta phải nghe mình, tức là độc tài. Còn Phật dạy nghĩ như thế này, đây là cái nghĩ của tôi, không bắt buộc gì hết. Rồi người khác nghĩ cũng là đây là cái nghĩ của tôi, thì đó mới là công bằng, phải không? Ai trúng ai trật thì ngày mai sẽ biết. Chứ còn bây giờ nó chưa có tới mà cho cái nghĩ của mình là đúng rồi chống lại với người khác, thì cái đó là sớm quá, nó đâu có lẽ thật. Đó, để cho quý vị thấy cái tâm mình là cái nó sinh diệt đổi thay, mình lượm lặt những cái gì bên ngoài đem vô lòng của mình, chứ nó không có thiệt.
Vậy mà cứ nhớ là tâm mình thiệt, ai nghĩ mình trúng được nhiều lần cho mình là thánh lắm rồi đó, phải không? Bắt thiên hạ phải nghe. Mà quý vị thấy như vậy thì cái mà ai nấy cũng cho là đúng, cho là hay, là do cái nghĩ nhiều lần trúng. Mà nghĩ nhiều lần trúng đó, nó có phải giờ mình nói ra nó là đúng mãi hay là đúng một lúc nào thôi? Thì tôi thường hay dẫn như Đức Khổng Tử mà tổ tiên mình tôn là bậc thánh đó, thì ngài nói cái gì thời đó đều khen là đúng. Nhưng mà tới giờ mình có chịu nghe ngài nữa không? Chịu không? Và nhất là mấy cô bảo phải tam tùng tứ đức thì chắc phải chịu không? Dục khuê môn bất thức chịu không? Mà bao nhiêu đó thấy nó đã không được rồi. Thì như vậy đúng ở cái thời phong kiến, cái thời quân chủ, còn nó không đúng với cái thời dân chủ. Như vậy thì mỗi cái thời nó có một cái khác nhau. Như vậy thì cái đúng của ngày xưa chưa hẳn là cái đúng của ngày nay. Như vậy mà chúng ta nghĩ cái gì cũng muốn bắt mọi người nghe theo, mà cái nghĩ mình thì chưa bảo đảm 100%, phải không? Có ai dám bảo đảm tôi nghĩ cái gì đúng 100% không? Không bảo đảm. Không bảo đảm mà bắt người theo, quả là đại độc tài, phải không? Chúng ta rất là độc tài. Đó là tôi nói cho quý vị thấy. Như vậy thì cái mà cho là tâm mình đó, thì quý vị thử nó thiệt hay không thiệt? Thiệt không? Nó không thiệt. Bây giờ đang nghĩ thì nó làm một dòng suy nghĩ hết niệm này tới niệm kia. Bây giờ quý vị thử tìm coi cái tâm suy nghĩ ở đâu, tìm coi nó ở đâu. Nó không có. Như vậy nếu nó thiệt thì nó phải có chỗ trụ ở đâu đó, phải không? Vậy đó mà chúng ta tất cả đều mê lầm cho đó là tâm này. Mê lầm cho cái thân xác thịt này là thiệt, mê lầm cho cái tâm lăng xăng sanh diệt đó là thiệt. Bởi vậy cho nên Tổ Đạt Na khi sang Trung Quốc, ngài được một người đệ tử là Huệ Khả. Khi nhận làm đệ tử rồi thì ngài Huệ Khả mới bạch hòa thượng: tâm con không an, nhờ hòa thượng dạy con pháp an tâm. Bây giờ tâm quý vị an không? Ai cũng không an, thế nó lung tung hết, đâu có an. Thì người tu thiền mà tâm không an, xin dạy một pháp an tâm là hết sức là hợp lý. Nhưng mà Tổ Đạt Ma, ngài bảo đem tâm cho ta an cho. Vô lý không? Làm sao đem được? Thì ngài là cái người trung thành, đối với vị tổ không dám cãi. Nếu đem tâm ra cái ngày quay tìm thử coi cái tâm không an đó ở đâu, thì tìm hoài không ra. Ngài bạch hòa thượng: con tìm tâm không được. Thì tổ bảo: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Ngay ra cái ông biết đường tu, biết đường để an tâm. Cái gì biết chưa? Nói như vậy để thấy rằng cái lối tu thiền của chư tổ nó có một cái kỳ đặc. Kỳ đặc là không phải đem một phương pháp dạy, mà chỉ bắt mình nhìn lại coi cái tâm đó nó thiệt hay không. Mà nếu nhìn lại thấy nó không thiệt, mà khi nhìn lại nó thì nó mất. Mất thì có an chưa? Mất thì an rồi. Thì như vậy, cho nên trong thiền tông dùng cái từ chuyên môn là phản quan tự kỷ. Phản quan là nhìn lại chính mình. Những cái tâm niệm lâu nay mình cho là tâm mình đó, nhìn lại coi nó có thiệt không? Nó ở đâu? Thì khi nhìn lại coi nó mất,
thì đó là an tâm. Mà an tâm như vậy đó tức là tu gì? Tu thiền, thấy không? Tu thiền là để định, mà an tâm rồi thì định chứ gì. Còn nó chạy ngược chạy xuôi là không an. Không an là không định. Thì quý vị thấy rõ ràng, đi tìm một con đường, một phương pháp tu thì nó có phương tiện. Còn cái này chỉ nhìn thẳng lại tâm mình, coi nó còn lăng xăng, cái lăng xăng đó ở chỗ nào, tìm lại nó mất hết, thì đó là an tâm. Như vậy thì ở trong nhà thiền mới dùng hình ảnh cái chú mục đồng tìm trâu, phải không? Đó, mười mục chăn trâu đó, chú mục đồng đi tìm trâu, mà tìm á thì không thấy trâu, chỉ thấy dấu. Còn đầu không biết trâu ở đâu, ngơ ngác nhìn qua cái mục khác cho thấy dấu trâu đi, rồi mục khác nữa cái dọc trâu vân vân. Thì đó là để nói rằng cái tâm bất an của mình đó, khi quay lại tìm nó mất rồi, nó không còn, nó không còn. Nhưng mà muốn điều phục nó thì phải đuổi theo những cái dấu vết của nó. Nó vừa nghĩ cái gì thì đuổi theo. Rồi khi mà mình đuổi theo dấu vết rồi, tới gặp được nó, thấy được nó, vừa khởi niệm cái liền thấy nó, thấy nó để mình hàng phục nó, thì lần lần nó mất. Lần lần mình thắng nó. Thì như vậy quý vị mới thấy nơi mình nó có hai cái rồi. Có hai cái không? Cái bất an, rồi cái tìm cái bất an. Phải hai không? Mà cái tìm cái bất an đó là cái gì? Cái mà lăng xăng đó là cái gì? Phải thấy như vậy mới biết cái sâu thẳm của người tu. Bởi vì cái bất an đó là cái lăng xăng kinh diệt liên miên, mà nó chỉ là cái bóng. Khi mình quay tìm nó thì nó mất. Mà quay tìm nó là cái gì quay tìm? Thì cũng mình với ai, phải không? Nhưng mà cái kia là cái bị biết. Con trâu là bị thằng chăn nó điều phục, thì bị biết cho nên thằng chăn là cái hay biết. Hay biết mới đi tìm trâu. Như vậy thì cái tâm lăng xăng của mình á, nhà thiền chỉ gọi nó là vọng tưởng. Vọng là dối, cái tưởng tượng dối thôi, qua mất. Nhưng mà làm sao biết nó dối? Thì phải có cái trí tuệ bát nhã, quán chiếu nó, thấy rõ nó là hư dối. Như vậy cái thằng chăn là cái trí tuệ bát nhã. Nó là quay tìm lại nó, tìm lại nó cho nó mất. Như vậy thì chúng ta tu ngay trong lúc đó có hai cái, phải không? Cái lăng xăng bị mình tìm, bị mình dẹp. Mà cái hay dẹp đó là trí tuệ đó. Cái kia là cái không thật ở bên ngoài, cái nọ nó sâu thẳm ở trong. Có tu rồi quý vị mới thấy, còn không tu thì chỉ biết cái lăng xăng đó thôi. Hài lòng cái lăng xăng, bữa nào nghĩ trúng nó mình khôn, nghĩ thật nó mình dại. Như đó mình không à, cái đó là mình. Chứ không ngờ trong đó đó mình còn có một cái thấy được nó, biết được nó. Ví dụ khi quý vị ngồi không nghĩ gì hết, rồi giấy cái nghĩ lên, quý vị thấy không? Biết cái giấy nghĩ. Thì như vậy thì cái giấy nghĩ đâu phải là chủ, mà còn có cái biết được nó. Đó, hiểu vậy, thấy vậy là quý vị mới biết cái chủ trương của sự tu hành. Như vậy thì đối với cái tâm thăng thăng đó, chúng ta phải biết rõ nó là cái hư dối không thiệt. Nếu hư dối không thiệt thì tất cả chúng ta phải làm sao? Phải tìm cho ra cái thiệt. Rồi muốn tìm ra cái thật ấy,
thì phải cho cái hư dối này nó dừng, nó lặng lại. Nó dừng, nó lặng đi thì cái thật nó mới hiện ra. Cho nên người tu Phật dù pháp môn nào cũng nói, cũng dạy chúng ta tu để tới cái chỗ mà cái tâm lăng xăng nó dừng, nó định. Ví dụ như người tu về pháp môn tịnh độ, niệm Phật, bây giờ đặt câu hỏi niệm Phật để làm gì? Để Phật thương, Phật rước, phải không? Như vậy thì Phật có dạy, dạy mình cái chỗ nào mà được thấy Phật? Là hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày niệm Phật được nhất tâm bất loạn, phải không? Nhất tâm bất loạn là sao? Là chỉ còn một cái tâm biết mà không có những cái niệm lăng xăng. Loạn là cái niệm lăng xăng. Lúc đó chỉ còn một cái tâm biết mà không còn niệm lăng xăng thì đó mới thấy Phật Di Đà, phải không? Thì như vậy mà nhất tâm tức là đỉnh, đỉnh cái lăng xăng rồi thì chừng đó mới thấy Phật. Còn chúng ta tu thiền thì phải lặng được cái tâm lăng xăng đó thì gọi là đỉnh. Như vậy thì pháp của Phật dạy không có hai, mà cái điều kiện là phải tới nơi tới chốn thì sẽ gặp, chứ không có khác. Đó là tôi chỉ cho quý vị thấy cái con đường tu nó rõ ràng như vậy. Như vậy thì chúng ta tu là phải đi tới cái chỗ cứu kính đó, là phải là nhất tâm, đó là niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật thì quý vị thấy có cái gì lạ? Tức là có cái câu niệm Phật để kềm chế tâm nó không chạy. Nhớ câu đó hoài không nghĩ vậy. Lần lần người tới cái chỗ nhất tâm. Còn mình tu thiền á, dùng cái trí tuệ nhìn lại cái tâm lăng xăng, tìm nó thì nó mất, gọi là phản qua. Như vậy thì bên này có cái câu niệm Phật làm trung gian để giúp mình. Còn bên đây chỉ dùng trí tuệ nhìn thẳng chứ không có cái trung gian. Vì vậy mà Tổ Đạt Ma ngài nói bốn câu kệ gọi là châm ngôn trong nhà thiền đó. Tức là giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ bất lập tâm tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Bất lập phân tử như câu đang tâm là ta ăn cho cái văn tự nào, thấy không? Kinh điển nào? Không có kinh điển, không có văn tự gì hết, mà chỉ thẳng trực chỉ nơi tâm, mà chỉ thẳng nơi tâm mình cái gì giả, cái gì thực. Nếu ông nói cái tâm bất an là tâm của ông á, tìm lại coi, mà tìm lại nó mất thì tức là nó giả rồi, phải không? Mà khi biết nó giả mình hàng phục được nó thì cái thật nó hiện ra, đó là kiến tánh. À, cái thật đó là Phật tánh của mình thì sau này sẽ thành Phật. Như vậy thì bên đây là trực chỉ, bên đây là mượn phương tiện. À, mượn phương tiện bằng câu niệm Phật. Cho nên trong người tu theo tịnh độ, các tổ thường dạy mình tu mượn một niệm đi tới chỗ vô niệm là trúng. Còn nếu giữ vài một niệm mà còn niệm là còn động, mà còn động là còn sanh diệt, chưa phải là tới nơi. Vì vậy mà có cái ví dụ như người đạp gai vô chân rồi muốn đem cái chai đó ra thì phải lấy gai sắt lễ, lễ cái chai cũ bỏ ra ngoài, gai mới để nguyên chỗ lễ đó, được không? Mình mượn câu niệm Phật để dẹp vọng tưởng mà mình còn giữ cái niệm nó hoài đâu có được đó. Như vậy cho nên tới chỗ cuối cùng một niệm cũng buông thì nó đi tới cái chỗ chân thật. Còn bên này đi thẳng là thấy nó là giả dối, không theo lần lần nó hết thôi rồi buông luôn. Cho nên thằng chăn và con trâu khi điều phục được con trâu rồi thì thằng chăn thảnh thơi. Nhưng mà còn trâu thì thằng chăn còn coi chừng. Chừng nào trâu mất rồi thì thằng chăn mới yên. Nhưng mà trâu mất rồi thằng chăn có là thừa,
cho nên chú mất luôn, thấy không? Mất luôn rồi mới tới cái dòng trắng có mặt trắng đó, để đi tới cái chỗ như là hằng tri hằng giác. Bởi vậy cho nên ngài Huệ Khả, ngài tu một thời gian để ngài trình với Tổ Đạt Ma: bạch hòa thượng, con dứt hết các duyên. Rồi ngài Đạt Ma bảo: tôi chừng rơi vào không? Thì ngài trả lời: con rõ ràng thường biết, làm sao không được? Thì Tổ nói: à đó, ngươi được như vậy, ta cũng như vậy, chư Phật cũng như vậy, đó là ân chứng. Như vậy thì nơi chúng ta có cái rõ ràng thường biết mà chúng ta không biết, chúng ta cứ chạy ra cái lăng xăng lộn xộn đó. Bây giờ nếu mà cái lăng xăng lộn xộn nó dừng rồi thì cái rõ ràng thường biết nó hiện ra. Nhưng mà Tổ sợ ngài mắc kẹt trong cái quán không, nói dứt hết các duyên, tưởng là không có cái gì, nên này ngài bảo coi chừng rơi vào không. Ngài trả lời: con rõ ràng thường biết là sao không được. Đó, thì như vậy để thấy rằng chúng ta tu mà tất cả vọng niệm nó lặng hết rồi, đâu phải như cây như gỗ, thấy không? Mà đó là có cái chân thật rõ ràng thường biết. Rõ ràng thường biết mà có tướng mạo không? Mà cái đó nó ở đâu? Cái đó nó ở sẵn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta, chúng ta hết. Như vậy, chúng ta có cái sẵn sàng, rõ ràng thừa biết mà chúng ta không biết. Có mà quên, có mà không biết thì gọi chúng ta là gì? Gọi là vô minh, phải không? Bị gì khác thật mình không biết, cho nên mình chạy theo cái giả tạo nghiệp. Còn có suy nghĩ thì có còn thương ghét, còn suy nghĩ thì còn ưa cái này chán cái kia, còn suy nghĩ thì còn hơn, còn thiệt, vân vân. Thì cái đó là cái nhân tạo nghiệp. Giờ dứt cái suy nghĩ rồi thì cái nhân tạo nghiệp theo đó nó dừng. Mà cái tạo nghiệp dừng rồi thì lúc đó chúng ta sống với cái rõ ràng thường biết, nó không sanh, nó không diệt. Mà cái đó nó có ở đâu? Hỏi nó ở đâu thì quý vị cũng khó giải quyết quá, phải không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, thấy cái bình bông này quý vị có thấy không? Mà thấy cái bình bông á thì chắc rằng cái bình bông là cái bị thấy, phải không? Mà cái hay thấy là cái gì? Quý vị thấy bình bông có biết không? Biết bình bông, thấy bình bông, biết bình bông thì chúng ta có cái hay thấy biết. Nhưng mà biết bình bông thôi, đừng thêm cái niệm so sánh đẹp xấu, thì cái biết trước đó là cái gì? Mà cái biết trước đó cũng là tâm, nhưng mà cái tâm đó nó có lăng xăng không? Mà khởi phân biệt đẹp xấu thì có lăng xăng chưa? À, đẹp cái khen ai chân bình của ông đẹp, thấy không? Thì có cảm tình với người chân. Còn nếu thấy xấu quá, ai chân mình quá xấu quá, có cái ác cảm với cái người chân. Thì như vậy, từ cái niệm thứ nhất chúng ta thấy thì không có lỗi lầm, nhưng mà qua cái niệm thứ hai phân biệt là có lỗi lầm, đến cái thứ ba là có thương ghét, là tội lỗi. Đó. Như vậy mà quý vị thấy tất cả đều ở niệm thứ nhất hay có thứ hai, thứ ba? Không dừng cái thứ nhất mà cái thứ hai, thứ ba. Đó. Thì như vậy đâu phải thấy bình hoa là chúng ta không biết, chúng ta biết rõ bình hoa, nhưng mà không giới niệm để phân biệt đẹp xấu, để phân biệt thương ghét thì đó là nó trúng. Còn qua cái thứ hai thì nó chạy. Mà khi thấy không đó, nó có động không? Còn khởi phân biệt nó có động không? À, thì rõ ra. Rồi lỗ tai nghe cũng vậy.
tiếng gì mình cũng nghe được hết, nhưng mà nghe là nghe và không có phân biệt tiếng đó là khen mình chứ mình, thì nghe nó không có gì hết. Còn nghe cái phân biệt đó, cái tiếng đó là tiếng chê mình đó, rồi nổi sân, tiếng nó khen mình cái là sanh ngạo mạn đó, sanh cái bệnh tật. Như vậy thì nghe vẫn là nghe, và nghe tức là biết, nghe nè, thấy nè, tất cả đều là có sẵn cái thật của mình mà mình bỏ quên, mình chạy theo cái thứ hai thứ ba, thành ra mình đi qua cái sinh diệt tạo nghiệp. Vì vậy mà trong nhà thiền thường dạy chúng ta thấy như mù, nghe như điếc. Có mù không? Nó có mù, thấy được trơn chứ, mà không có cái niệm phân biệt tốt xấu, hay là không có niệm phân biệt người này đẹp người kia xấu, người này dễ thương người kia khó thương gì hết á. Thấy là thấy tự nhiên. Như bây giờ quý Phật tử khi ra chợ, ra chợ đi từ đầu chợ đến cuối chợ, thấy tất cả mà không có chú ý vào một cái gì, thì về ta hỏi anh chị đi chợ có thấy gì không, nói sao nó không thấy gì hết. Mà đâu phải không thấy, phải không? Thấy mà đều mình không chú tâm vào một cái gì để phân biệt thì mình thấy như không thấy, đó là như mù. Còn nghe, ai nói gì cũng nghe, khen chê cũng nghe hết, nghe mà mình không có giới niệm để phân biệt nó thì nghe mà như biết. Giờ quý vị làm đó được không? Mà nếu thấy như mù nghe như biết thì cả ngày tâm quý vị có động không? Mà tâm không động thì ông chủ mình hiện tiền nó mất gì đâu. Như vậy thì chúng ta có cái thật mà không chịu sống cái thật, rồi cứ chạy theo cái giả, cái sinh diệt, rồi tạo nghiệp luân hồi. Như vậy là chúng ta mê. Có cái thật quý mà bỏ, chạy theo cái hư giả, bám đó làm mình, có phải mê không? Mà nếu chúng ta mê thì đó là cái gốc trầm luân. Như vậy thì đạo Phật cốt làm sao chỉ cho chúng ta biết cái giả, biết rõ là giả, rồi để phân lành cái chân thật. Mà nếu chúng ta được cái thật rồi thì chúng ta sẽ được giải thoát muôn đời, tất cả đau khổ không còn đeo mang nữa. Thì đã có cứu mình chưa? Mà cứu bằng cách nào? Bằng cách giải tu, phải không? Mà giải tu là đi thuyết pháp, phải không? Vì vậy mà đã phải cứ đi thuyết pháp, lấy cái đó làm phương tiện cứu đời, chứ không phải lấy cái của tiền, lấy cái này kia trang sức gì cho người đó gọi là cứu đời. Vì biết cái thân tạm bợ rồi phải hư quả, ngay trong cái tạm bợ có cái chân thật mà người ta không biết, ta cứ đuổi theo cái mê lầm. Bây giờ mình chỉ cái mê lầm, rồi chỉ được cái chân thật cho người ta thấy, đó là cứu đời. Quý vị chịu không? Cứu cái đó gần hay xa? Cái đó là cái cứu thật. Còn cái cứu mà để sanh tử thì cứu mà không cứu gì hết. Đời này họ bớt khổ, đời sau tạo khổ nữa. Cứ như vậy liên miên không cùng. Cho nên đưa người ta nhận chân được lẽ thực. Cái gì là giả, biết giả, đừng lầm nó để đeo đuổi, tạo khổ cho nhau. Rồi cái gì thực, mình nhận chân nó để mình sống. Thì như vậy đó là đạo Phật cứu đời. Mà người biết cái giả, nhận được cái thực, gọi là người giác ngộ. Còn nếu giả mà tưởng thật đó là người mê lầm. Như vậy thì quý vị nghĩ tất cả chúng ta ngồi đây có bao nhiêu người biết cái giả là giả chưa? Khi ngồi trong lớp này, trong buổi giảng này thì biết cái giả, về nhà cái nó thật hết trơn. Ai nói nặng lời chịu không nổi.
Như vậy thì chúng ta chỉ biết ở trong cái nhìn như là con đom đóm này, nhỏ xíu rồi thôi, thấy không? Chứ không có biết bằng cái ánh sáng của ngọn đèn hay là ánh sáng của mặt trăng, mặt trời. Chừng nào mà chúng ta biết được như là ánh sáng, mặt trăng, mặt trời đó, thì chúng ta toàn giác. Còn giờ chúng ta biết bằng con đom đóm, chúng giác thêm tí, thấy không? Rồi chừng biết khá khá như ngọn đèn cũng được thêm tí nữa, từ từ nó cũng đỡ hơn là không biết gì hết. Đêm 30 trời tối mà có con đốm đốm chớp thì chúng thấy được một hai cái góc mình tránh, phải không? Chứ còn nếu mà có ngọn đèn hay có cái đuốc thì khỏe biết mấy. Cho nên đạo Phật là giác ngộ, là sáng suốt, là chỗ đó đem cái ánh sáng lại cho mọi người. Cái đó là cái tối hệ trọng. Còn những cái giúp đỡ tạm thời, đạo Phật thấy nó là cái nhỏ, cái thường. Nhưng mà Phật nói vậy không phải bỏ, bởi vì trong nhà Phật nói muốn bố thí pháp thì trước phải bố thí tài. Ví dụ người đó đương đói mà nói pháp không nghe gì được, phải cho họ cơm, cơm họ ăn rồi á rồi sau họ tỉnh táo mình nói họ nghe mới được đó. Vì vậy mà tài thí trước rồi pháp thí sau, chứ còn đừng thỏa mãn ở tài thí xong. Tài thí chỉ là chặng đầu thôi, rồi pháp thí mới đi tới cái chỗ cứu kính, cứu đời. Thì đó là cái chủ trương của đạo Phật rõ ràng như vậy. Bây giờ quý Phật tử, khi mình tu theo đạo Phật mà ai nói rằng đạo Phật không làm việc từ thiện nhiều vân vân là không có cứu đời, thì mình biết mình không có hổ thẹn, mình còn có một cái gì cao siêu hơn nữa, chứ không phải chỉ giới hạn ở chỗ đó thôi. Như vậy thì tất cả chúng ta tu theo Phật là tu theo đạo giác ngộ, phải không? Giác ngộ là thấy đúng chân lý, đúng lẽ thật, chứ không thấy theo cái mê lầm. Như vậy thì trên con đường giác ngộ, quý vị hiểu, quý vị tiến, thì đó là chúng ta đang tu. Còn nếu trên đường giác ngộ mà mình không hiểu gì hết, mình không có đi đúng con đường giác ngộ mà đi con đường nào khác, thì đó là mình chưa phải theo đạo Phật. Vì đạo giác ngộ mà bây giờ mình đi đường khác là sai rồi, thì làm sao giác ngộ được? Đó là cái chỗ rất là thành yếu của người Phật tử, nhận định chính chắn, đừng có sai lầm. Như vậy thì tất cả quý vị nghe giảng, nghe tôi nói như vậy, thì quý vị có biết rõ cái nào giả, cái nào thật chưa? Rõ chưa? Nhưng mà rồi có sống được cái đó chưa? Như vậy thì chúng ta tu là cốt để từ từ tập sống với cái thực đó. Chừng nào chúng ta thấy được cái thực, sống được cái thực thì chúng ta đã tiến lần lần. Như vậy thì quý vị mới xứng cái danh là Phật tử. Phật là giác, tử là con. Mình đi đúng cái đường giác ngộ của Phật thì mới gọi là con Phật, phải không? Còn bây giờ con Phật mà đi lạc hết trơn, phải không? Con Phật mà không có tìm giác ngộ mà cứ cầu xin Phật cho con cái này, cho con cái kia hoài, có xin không? Như vậy thì Phật dạy tu để giác ngộ, mà quý vị tu theo Phật cứ xin Phật tò tò. Như vậy thì sao? Là đi đường giác ngộ, đi đường gì? Đó. Còn có những cái tệ hơn nữa, chẳng những là xin mà lại còn những cái chuyện cúng kính lễ mễ nó không hợp với đạo lý. Ví dụ ở đây là quý vị có nhờ thầy trụ trì cúng sao cũng hạn cho không? Có không? Thầy trụ trì thì ra không cúng, cho chỗ khác cúng. Mà sao hạn thì quý vị thấy Phật dạy có hay không? Mấy cái đó là cái gì đâu, ở xa thôi. Tôi nói cho quý vị biết cái gốc sai lầm đó. Bởi vì hồi xưa ở Việt Nam chúng ta thì chịu ảnh hưởng theo Nho,
Rồi trong Nho giáo lại có những cái người bài coi số nè, rồi coi tuổi nè, coi đủ thứ hết, rồi coi nhà cái cửa, rồi hên xui đủ chuyện. Rồi cái đó, những cuốn sách đó lại là chữ Hán, cho nên rồi thời Pháp thuộc chúng ta không học chữ Hán được nữa. Thế rồi vô mấy cuốn sách như là lịch chữ Hán rồi đó, rồi không biết làm sao mà coi, muốn coi ngày cất nhà, coi ngày cưới gả nó làm sao, thì đem cuốn lịch đó lại mời thầy, chữ thầy viết chữ Nho, mời thầy coi. Mà nếu nhiều người mời mượn coi hoài, mất thời gian làm ăn tu hành với thầy, thôi mỗi người coi cái để ra 5 đồng, 10 đồng thù lao cho thầy, phải không? Để cho thầy khỏi có lo cái chuyện khác. Như vậy lâu ngày cái thầy trở thành gì? Cái thầy bói toán hết rồi. Đó. Chứ là trong chùa đâu có, bây giờ tìm thử cái cuốn kinh nào mà Phật dạy cái điều đó. Nó không có. Mà phải làm như vậy là tại cái hoàn cảnh bắt buộc. Quý thầy từ bi quen rồi, chứ mượn thì phải coi. Mình biết người ta mượn, mình không coi thì người ta nói mình xấu. Nên mượn coi, coi rồi Phật tử cũng tốt bụng, thù lao. Lâu ngày thì thấy vậy cũng được. Thầy phải đi làm việc này việc kia. Thì biết rồi cái thành ra một cái hệ thống đó. Rồi trong chùa rồi từ đó coi dùm bây giờ ai biết cúng, thầy cúng dùm luôn. Thấy không? Rồi thầy coi thầy cúng thầy lãnh luôn đó. Hiểu vậy thì mới thương với thầy chứ không có giận, phải không? Đó là tại với thầy thương Phật tử mà bây giờ nó trở thành một cái thói quen. Nên bây giờ chúng ta phải tỉnh lại, không có cần mấy cái đó nữa, thì quý thầy đâu có làm gì nữa. Hiểu vậy thì mới thấy được những sự việc mà trong đạo Phật nó xảy ra, người ta gọi là mê tín dị đoan đó, không phải bỗng dưng mà nó có, nó cũng có lý do hết á. Hiểu vậy thì chúng ta mới thấy vui trong cái tu. Chứ còn không thì Phật tử biết là trở thành những người ỷ lại hoàn toàn. Mà tu từ mê trở thành giác, với Phật tử nghĩ ai làm? Ai làm cho mình giác? Phật không có phép gì mà làm cho mình giác được hết. Phật chỉ cái nào là mê, thế nào là giác ở ngay nơi mình, rồi mình tự chọn, tự lọc, phải không? Cái gì mê mình chọn lọc bỏ đi, cái gì giác nó hiện ra, thì việc đó là việc của mình, chứ không phải việc của Phật. Phật chỉ là người chỉ cho mình biết. Quý thầy giúp Phật tử cũng là giải thích cho hiểu thôi, chứ không ai làm thế cho ai được hết. Thành ra cái mê, cái giác là tự ở mình. Vì vậy mà Đức Phật thường gọi là vị đạo sư đó. Ngài là người dẫn đường, chỉ đường thôi, chứ không phải là cái người làm cho mình được. Phật tử nhiều khi cứ ngỡ rằng Phật sẽ đưa mình tới cảnh này, cảnh nọ gì đó. Cái đó là không có. Mà có hay đúng là gốc ở mình. Mình nghe lời Phật, mình biết, mình tu, mình chừa những cái gì nó không thật, tìm ra cái chân thật, đó là cái sức của mình. Như vậy thì quý Phật tử thấy theo Phật có bộ mệt quá, mệt không? Còn nếu mà theo những vị khác là nói rằng chứ tin ta đi, ta đưa mình tới chỗ này chỗ kia sướng quá, nhẹ nhàng. Còn cái tu này là bắt mình phải làm, thấy không? Mình phải làm, mình phải sửa. Mà cái lẽ thật là như vậy, chứ không ai làm sửa gì mình. Cũng như đi học, nếu mà những đứa học trò nó nghe ông thầy nào đó nói cứ mỗi tháng đóng tiền đi, đi học cũng được, không học cũng được, tới chừng cuối năm cho thầy cho cái bằng cấp, thì quý vị chịu không? Mà bằng cấp thì dùng được không? Như vậy thì cái được hữu ích của mình là cái mình phải ra công. Còn cái mà ai cho đó là nó không thiệt, phải không? Hiểu vậy thì trên đường tu chúng ta phải nỗ lực, phải cố gắng, chứ không nên ỷ lại trông cậy ai đem tới cho mình. Có nhiều người nói khỏe lắm, nói chỉ cần
nghe lời tu theo gì đó chừng 3 tháng 7 tháng là giác ngộ liền, thấy không? Nghe hết cũng khỏe quá. Mà tật của chúng ta là cái tật gì? Tật lười biếng. Cho nên cái gì mà mau thì nhập vô liền, còn cái gì mà nó khó thì còn ngán. Là cái điều rất thiết yếu, mà nói thẳng là nó cũng phải khó. Tại sao nó khó? Bởi vì mình quen, nó thấy mê rồi. Bây giờ muốn sửa lại rất là khó. Nhưng mà chúng ta sửa được thì đó là thành công. Sửa ít thì thành công ít, sửa được nhiều là thành công nhiều. Chứ còn trông cậy ở kẻ khác thì cái đó là cái chuyện khống nguyền, không có lẽ thật. Như vậy thì quý vị biết được cái ý nghĩa đạo Phật cứu đời chưa? Để mai kia ai có hỏi biết nói chứ không thì người ta khoe công, người ta giúp được chỗ này chỗ kia. Mình thấy mấy thầy có một chút thuyết pháp không à, nói suông á, phải không? Không có thực tế thì cái đó là mình hiểu lầm, bị cái nhìn của Đức Phật quá sâu quá xa, chứ không phải nhìn thiển cận, chỉ có cái hiện tại thôi. Mình hiểu vậy rồi thì mình biết rằng con đường của mình đi là con đường nó sâu thẳm, nó siêu việt, chứ không phải là con đường tầm thường. Cho nên đừng có mặc cảm rằng quý thầy không làm từ thiện thì quý thầy tu dở. Không phải vậy. Quý thầy tu mà thức tỉnh, mà giác ngộ được phần nào đang nhắc nhở chỉ dạy mình, đó là cái quý. Cái đó mới là cái thiết yếu. Như vậy thì cái bài giảng của tôi tới đây đủ chưa? Bởi vì hiểu cái lẽ đó rồi thì chỉ ứng dụng chứ bắt tôi nói hoài. Hồi nãy có một Phật tử ở trong chỗ những người bệnh, họ nói những người bệnh họ có phát tâm, họ muốn xuống giường cho tôi một ít, nhờ tôi nói cho họ hiểu niệm Phật có kết quả không. Thì thôi giờ tôi nói lạc đề nha, là để trả câu hỏi đó. Giờ tôi nhắc lại, cái người tu á, nếu mà tu thiền, nãy giờ tôi nói thì phải dùng cái gì? Trí tuệ bát nhã mà ruồng dẹp những cái mê lầm, phải không? Bởi vậy cho nên nói rằng đối với người tu thiền, trí bát nhã là cái trí bén để dẹp phá. Bây giờ người tinh độ, tu tịnh độ thì sao? Tịnh độ thì dùng lòng tin. Cho nên trong cái pháp tu tịnh độ là tín, hạnh, nguyện. Tín là tin tuyệt đối có cõi cực lạc, có Đức Phật A Di Đà, tin tuyệt đối. Và thứ hai là mình niệm danh hiệu Phật, Phật sẽ đón về cực lạc, phải không? Đó là cái thứ hai là nguyện, hạnh. Hạnh là thực hành niệm Phật. Thứ ba là nguyện, khi nhắm mắt được vãng sanh về cõi Phật, cõi Tây Phương. Như vậy thì tín, hạnh, nguyện là ba cái điều thiết yếu. Như vậy ba điều thiết yếu đó, nếu mình niệm cho tới nhất tâm bất loạn thì Phật đón không? Bảo đảm Phật đón. Tại sao? Vì Phật Di Đà là tiếng Phạn, nếu mà dịch nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang. Vô lượng thọ là cái tuổi sống lâu không có cái gì lường tính được. Vô lượng quang là sáng luôn, không có bao giờ mờ tối. Mà vô lượng thọ, vô lượng quang như vậy là chỉ cho cái gì? Sáng mãi là tánh giác, giác là sáng. Đó. Rồi sống lâu là không còn sanh tử nữa. Thì như vậy thì tánh giác của chúng ta nó không có hình, không có tướng, hằng sáng mà không có bị sanh tử. Cho
cho nên vô lượng thọ, sống không biết tới chừng nào. Như vậy thì tu thiền chúng ta phản quan nhìn lại, biết cái tâm lăng xăng là giả. Tu tịnh độ mượn câu niệm Phật, mình niệm mãi, niệm tới nhất tâm bất loạn, thì chừng đó tánh giác hiện ra, thì thấy Phật Di Đà đón mình về cực lạc, phải không? Thì như vậy bên nào cũng có lợi ích, mà chỉ cái điều kiện là phải tới nơi. Niệm Phật thì phải tới nhất tâm, tu thiền thì phải được định, chứ còn lơ mơ thì cũng chưa tới đâu. Đó là cái chỗ mà tôi muốn nói cho quý vị biết, để mà về nhắc lại cho chị em mà ta ham tu niệm Phật, ráng niệm cho được nhất tâm, chứ không phải vừa. Thôi quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.